cho bà con cái thùng thính ủ của tôi. Thằng em nó sơi hết sạch rồi, tôi câu được có 2 ổ thôi. Phim cỏ độ này cũng ít bởi vì là tôi không đi câu được, toàn là nó đi, nó đi nên là nó suý, nó sơi hết thùng thính ủ thôi. Rồi cái này trộn đi trộn lại nó cũng như nhau thôi, nên là nốt cái clip này thì các cái clip sau thì tôi trộn, tôi sẽ cho nhạc vào cho anh em nghe cho nó đỡ chán. Tôi ủ mà tôi trả được video rồi, thằng em nó sơi sạch. Rồi ok, hướng dẫn anh em nói nốt clip này xong rồi cái bản clip này nó cái dạng trộn này nó quá nhiều rồi ở trên mạng rồi, nên là từ clip sau thì tôi sẽ lồng nhạc cho anh em nghe. Đấy, 5 bát thính nền này, 1 cân cám gạo. Nó nấy nó đi câu nên là tôi không có clip. Hai thùng thính ủ tôi câu được có 2 ổ, nó sơi sạch. Lên là độ này ít clip cho anh em xem. Còn là nó đi thôi, tôi mới đi được có 2 buổi cái thùng, 2 thùng thính mà nó sơi còn sạch rồi. Nếu nào hết đồ thì bắt nó mua về nó trộn. Quả quả nắc to thế. Mẹ ngon thế. Để cái môi mà múc 3 bát mẹ. Mà là mẹ chất lượng cao, không phải mua chỗ đấy đâu. 3 bát đấy nó phải 20. Không ngon bằng của mình. Chú khó ăn bằng giò,
cho công nguội. Đấy, nó đang đi gội đầu rồi, tí nữa nó lại ra nó lấy ổ thính nhá. Tốn nhổn nó đang gội đầu bên ấy sao. Phải đi đông cảm về. Cám bò, cám trứng, sốt eo rồi. Trứng vịt vỡ mà. Đi xin nè, thế cái này ấy cả bò luôn à? Nghìn hai quả đấy. Hả, à, ấy cả bò luôn à? Đã mang, còn bằng cái đấy. Còn là lành lành. Vỡ rồi còn gì. Chẳng vỡ rồi thì chứ. Lành lành giấu đi. Rất sáng nay còn ăn mì chứ. Chả gì nữa. Chúng ta trứng vịt trứng gà như nhau cả. Cho trứng vịt được trứng gà được không sao. Đấy, anh em đi ra quán mua ổ thính này là mất 150 này. Từ trộn thì hết mấy chục thôi. Xong lại còn cái gì nữa. Cái này là cái gì? Thính chạo. Hả? Thính chạo. Thế như kiểu đậu tương xay ra để làm chạo cái gì? Đúng rồi. Thơm thế. Xong giờ lại rang à? Rang thì nữa, thế là này mang đi câu rồi. Thế là tưởng lại phải ngồi rang cho thơm thêm. Rằng mai sau tốt nhất phải đi găng vào mà trộn. Trộn bằng đũa nó mới đều. Đi găng mới bóp một quả trứng. Này đi câu được 3 buổi. Này đi câu một hôm hết. Hôm thế là tính ra vị trí là hết bao tiền. Mấy chục. Sạt tay áo ấy. Không. Rồi. Ồ. Oh. Rồi ok. Đấy xong rồi anh em ạ. Đấy từ cái clip sau ấy, tôi sẽ lồng nhạc cả cho anh em nghe cho nó đỡ chán. Đấy, rất xin là thơm ngon bổ dưỡng rồi. Đấy là thùng thính của tôi nó sơi sạch rồi. Nó còn bao nhiêu ở trên kênh của tôi còn nhiều, ở trong máy tính của tôi còn nhiều clip trộn mồi lắm, tôi chưa úp nhưng mà toàn là cái trộn cái kiểu nó dạng này này, trộn xong thôi. Đấy, có đi câu được đâu, toàn là nó đi thôi, tôi cũng không đi quay được bởi vì không phải là, nói chung là nó đi suốt ngày, ngày nào nó cũng đi, tôi không có thời gian nên là không có video, rất là đáng tiếc. Sáng lúc này ăn cháo ăn bã xong rồi bát biết cả nguyên, không bữa nào thèm rửa gì cả. Con chảo các thứ thế để mấy ngày không rửa. Tao rửa hết lúc sáng xong. Nhìn nó bẩn cứ rửa đi. Ôi,
đấy xong rồi đấy, anh em hổ thính này, chỗ này phải 6 cân đây. Đây, video ở trong điện thoại và trong máy tính của tôi, cái clip trộn mồi này còn nhiều lắm, phải 6-7 clip ấy. Đây, nốt cái clip này tôi nói anh em thế thôi, đầy đủ nguyên liệu rồi. Nếu mà anh em nào không hiểu thì có thể xem những cái clip trước, còn cái những cái clip sau thì tôi sẽ lồng nhạc vào thôi, bởi vì tôi không đi chiến được, toàn là trộn cho nó thôi. Rồi, ok, chào tất cả anh em. Hôm nay là thứ ba ngày 28 tháng 11, ok.